Xin chào, mến chào tất cả các bạn ha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Các bạn nhiều bạn nhắn tin hỏi Dũng là trong quá trình mình trồng lan, trồng kiển lá, các dòng nhập rồi trồng những cái dòng nữ hổ, Severa nhập thì cái giá hễ vừa cục thì mình hay sử dụng. Vậy thì mình hay sử dụng thì trong quá trình mình sử dụng thì mình có cần phải mình mua về rồi thì mình có cần phải làm cái gì hay không, và mình có cần phải xử lý hay không để cây mình nó phát triển cho nó tốt đó, thì và cái cách xử lý như thế nào thì trong video ngày hôm nay Dũng kinh Dũng Ca Garden sẽ xin chia sẻ cho tất cả các bạn về cái cách thức mà mình xử lý dừa cục mà sao cho nó đúng ha. Thì đa phần những cái bịch dừa cục như thế này rồi á, thì về rồi thì các bạn là trồng liền, và người ta cũng đã có hướng dẫn chi tiết, các bạn thấy không, cái shop này rất là chi tiết luôn đó. Thì như các bạn đã biết á, thì người ta bán cho mình thì đâu phải là người ta bán chỉ vài ký đâu, mà người ta bán ra toàn toàn những cái người mà chơi cây kiểng và vân vân, thì hàng tấn rất là nhiều, rất là nhiều. Thì cái quy trình xử lý các bạn biết là nó không có kỹ, nếu có xử lý rồi thì các bạn biết nó cũng không có kỹ đâu đó. Cho nên là trong cái sữa dừa này á, nó có hai cái chất là chất chát và chất chua. Thì hai cái chất này á, nếu mà mình xử lý không kỹ á, ngoài ra thì nó còn phát triển, nếu mà mình không xử lý kỹ thì nó còn sinh nấm nấm ha, nấm rồi rầy rịp nó tấn công. Thì đó, hai cái chất này nếu mà mình không xử lý kỹ thì các bạn biết rồi, nó sẽ hút cái dinh dưỡng và cản trở sự phát triển của cây trồng, gây ra những cái vấn đề về nấm bệnh. Đặc biệt là sữa dừa thì không xử lý kỹ thì nó bệnh rất là dễ gây bệnh cho cây. Thì các bạn mua về xong thì các bạn bung ra, các bạn ngâm nước ha. Các bạn không gọi thì mình quăng đại ngoài nắng 20 gì đó ha. Còn nếu mà mình gọi xử lý gấp luôn để mình trồng thì các bạn đem ngâm nước rồi. Sau khi các bạn đem ngâm nước thì mục đích của cái việc ngâm nước là để nó xử lý cái vấn đề mà chất chát ha, để cho nó bớt chát đi. Mình ngâm khoảng 1 2 ngày, mình ngâm mình xả mình ngâm. Thì đối với dừa này thì mình đã mua qua dừa đã xử lý rồi, xử lý rồi thì mình ngâm khoảng 2 3 nước gì đó, rồi mình ngâm khoảng 1 ngày, sau đó mình sẽ vớt ra và để cho nó bớt cái vấn đề về chất chát đi. Sau đó mình sẽ tiến hành mình mua vôi vôi nông nghiệp á, để cho tiện các bạn lên những cái cửa hàng vật tư nông nghiệp á, các bạn mua luôn cái bao vôi, mình nhớ không lầm là cái bao vôi nó chỉ nó 55 ngàn, nó tới 30 kg là các bạn, mình tha hồ mình xài. Thì sau khi ngâm nước xong thì mình sẽ tiến hành là mình ngâm qua một vôi. Thì đối với sơ dừa một cái thùng phi như thế này thì mình hốt 2 nắm. Ngâm vôi để làm gì? Ngâm vôi để nó triệt hoàn toàn cái chất chua linin, để chua này là một trong những cái chất mà nó cản trở cái sự phát triển của cây trồng đó. Các bạn lưu ý ha, cây trồng còi cọc chậm lớn chậm phát triển thì do những ảnh hưởng từ những cái chất này đó. Thì bất kể cái giá thể nào cũng vậy, mình không nói tới đá nha, đá là đẳng cấp, đa phần những cái loại giá thể từ thực vật á, mình phải trải qua cái quy trình xử lý. Nếu các bạn đốt cháy giai đoạn cũng như rau vậy, các bạn đốt cháy giai đoạn và các bạn không xử lý, các bạn nóng dội thì các bạn sẽ không có thành công. Thì các bạn ngâm vôi thì các bạn lưu ý là sử dụng những cái loại thùng xốp dày như thế này, hoặc các bạn sử dụng những cái loại lu khạp, đặc biệt là đừng sử dụng cái thùng mũ, tại vì do nó nóng và nó có tính bào mòn cực kỳ khủng khiếp luôn. Cho nên là Dũng lưu ý với tất cả các bạn ha. Các bạn ngâm 1 ngày, các bạn dỡ nắp ra, các bạn đảo 1 lần, tiếp tục ngày thứ hai các bạn ngâm khoảng từ 5 ngày đến 1 tuần lễ để cho chất chua linin nó được xử lý hoàn toàn đó. Thì sau khi ngâm vôi xong thì các bạn đem vớt ra như Dũng đang làm này. Các bạn nhớ nha, vôi thì mình bóc thì không sao, nhưng mà vôi mà gặp nước mà các bạn tay mà mỏng mỏng da ít lao động như mình thì ôi nó phỏng đó bạn ơi, nó nóng nó rát nó ngái khó chịu lắm. Cho nên là các bạn lưu ý nha, cái này thì đã ngâm rồi đã mấy mà đã 1 tuần lễ rồi cho nên là nó cũng không sao. Nhưng mà Dũng chia sẻ với các bạn là khi mà mình mới quậy đó thì mình đừng quậy bằng tay, mình kiếm cái muỗng hay là một cái đôi đũa gì đó, chiếc đũa nào đó, những cái vật dụng mà mình làm nông nghiệp á, mình quậy chứ đừng có quậy tay bạn ơi, nó nóng mà nó rát nó khó chịu lắm. Thì các bạn ngâm cứ 1 ngày, các bạn 2 đến 1 đến 2 ngày các bạn đảo 1 lần đó. Thì các bạn ngâm khoảng 1 tuần lễ, các bạn tiến hành vớt ra như clip Dũng chia sẻ. Sau khi các bạn vớt ra xong thì các bạn xả nước thật kỹ, xả thật kỹ với nước đó, để cho nó sẽ làm sạch cái vôi đi, và sữa dừa nó đảm bảo nó không nó được xử lý kỹ và
hạn chế mức tối đa về vấn đề về tạp chất cũng như là bệnh hại cho cây. Đặc biệt là mình thì mình chơi lưỡi hổ rồi đó, các bạn biết đó. Thì bạn xả cho kỹ nha, các bạn xả nước cho kỹ. Dũng làm rất là kỹ luôn. Các bạn có thể kiếm một cái thùng xốp, các bạn đục cái đáy đi, các bạn lót cái bao á, rồi sau đó các bạn xả nha. Các bạn xả qua cái vòi nước như này, xả xịt rất là nhiều lần. Xong rồi bạn dò bạn dắt nó, đây Dũng làm cái bao cho nó tiện ha. Mình dò mình dắt nó thì mình xả đi xả lại như này, thứ nhất là nó sẽ sạch, cái thứ hai là nó sẽ không còn cái vôi trong 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 giá thể. Các bạn có như bạn nói là vôi thì có bón cây trực tiếp được không? Về cơ bản về trồng rau hoặc là cây trồng các bạn, vôi mình có thể vẫn bón vô gốc cây bình thường, nhưng với một cái hàm lượng nhỏ thôi, là rất ít. Thì như Dũng cũng đã chia sẻ là cái cách thức pha thì với một cái bao, với một cái xô đầy như thế này, bạn ngâm nước thì các bạn dùng cho Dũng 2 nắm vôi, 1 xô đến 1 xô rưỡi, 2 nắm vôi là nắm tay của mình đó, để mình tiến hành mình ngâm. Mình cũng đừng có xài nhiều quá, mình cũng đừng có ngâm loãng quá. Đó. Bạn ngâm như thế này là được. Và cái này là mình đã ngâm hơn 1 tuần rồi đó các bạn. Đó. Bạn thấy là mình làm rất là kỹ ha. Mình ngâm, mình xả, ngâm rồi mình xả làm liên tục. Đó. Thì sau khi các bạn ngâm xả xong thì chúng ta tiến hành là vớt ra để ráo ha. Rồi sau khi mà Dũng ngâm xả nước nhiều lần qua rồi thì Dũng tiến hành là Dũng sẽ dùng một cái tấm to để dựng được này, Dũng dùng một cái thùng xốp Dũng cắt đáy, Dũng tiến hành Dũng phơi ha. Các bạn có thể xả nước liên tục thêm nhiều lần nữa, các bạn dùng vòi xịt á, các bạn xịt là cái vòi Dũng để ngoài gốc cây rồi, cho nên là làm biến lấy hết, lấy cái này xịt luôn, nó đang bài bình bài đang bài vào cái đồ ra đó nhiều quá nên là. Rồi cái này mình sẽ làm gì? Mình sẽ xả nước vào để liên tục để mình loại tạp chất một lần nữa. Và mình tiến hành mình phơi cho thật khô nhiều nắng. Sau khi mình phơi thật khô nhiều nắng rồi thì mình cho vào cái bao sạch và mình tiến hành mình cột cứng miệng lại và mình để bảo quản mình trồng cây. Đó là hoàn thiện ha. Hoàn thiện cái quy trình và đảm bảo là nó không còn bất cứ một cái tạp chất nào ảnh hưởng tới cái sự phát triển cũng như là đảm bảo dinh dưỡng cho cây nó hấp thụ. Đó. Trong quá trình trồng bạn có thể trồng dừa cục rồi đá bơ lai, cái đó thì tùy theo cái công thức của giá thể của bạn thôi, tùy theo cái điều kiện mà cái nơi bạn sinh sống. Cái này Dũng xả nước là một lần, cái này mình phơi khoảng dài nắng nhiều nắng rồi mình tiến hành mình đảo phơi liên tục, sau đó mình đừng cho vào cái bịch nha các bạn, bạn cho vào cái bao á, thì cái bao nó có cái thoát khí, vậy vì cái bịch nó nhiều khi mình mua về cái bịch nó nóng quá, nó bị hầm hơi bên trong thì dẫn đến là nó không có tốt cho cái phần giá thể. Thì video này thì Dũng chia sẻ thật lòng và những cái quy trình mà Dũng xử lý để đem cây nó đảm bảo nó phát triển. Tại vì ngoài cây kiển, sen sai, sen đá, Dũng còn trồng rau nữa bạn, rất là nhiều dòng. Thì giúp mong mà giúp được cho các bạn ha. Xin chào các bạn và hẹn các bạn trong những cái clip tiếp theo.